4 giờ 30 phút sáng, cảng cá Hạ Long một ngày cuối tuần, như mọi ngày, vẫn rất tấp nập và vô cùng đông vui. Thế nhưng khi tan chợ, rác thải ở đây lại hầu như không được xử lý. Nếu có, cũng chỉ là xối đi thế này. Để góp phần bảo vệ môi trường, lại nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh, Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai đã lồng ghép các dự án thực tiễn vào mỗi bài học. Đây là một nhóm bạn lớp 9, Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai. Trong một lần đi khảo sát ở khu chợ ngay sát cảng cá, các bạn cũng đã thấy được tình hình rác thải thủy sản bị bỏ đi ở đây. Bác ơi, những cái đầu vỏ tôm này bác để làm gì hả bác? Vứt đi hả bác? Thế bác có thể cho bọn cháu một ít không ạ? Cho bọn cháu hết cũng được ạ. Từ đây, nhóm bạn nảy ra ý tưởng tận dụng những phế thải tôm cá đó để ủ phân hữu cơ, vừa có thể thay thế phân hóa học độc hại mà còn bảo vệ môi trường nữa. Đây cũng là bài tập thực hành ứng dụng của nấm vi sinh trong môn sinh học mà các bạn vừa học tuần trước. Cháu cảm ơn ạ. Dạ, thường cháu làm bài tập ạ. Có đầu cá và giờ cá không dùng đến không ạ? Cho cái rác. Đổ bên này cũng được ạ. Cháu cảm ơn ạ. Đây, bắt đồ đây. Đây, bắt đồ quay. Vì là đồ bỏ đi nên vừa đi một lát, cả nhóm đã xin được 2 xô đầy. Vậy đủ chưa nhỉ? Nguyên liệu đã có, nhóm bạn tiến hành đi mua dụng cụ về ủ phân luôn. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đưa các dự án thực tiễn vào các bài học như thế này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức hơn, mà còn giúp các em tăng sự chủ động và sáng tạo trong quá trình thực hiện. Lớp học không chỉ đơn giản là chỉ học trên lớp, việc đi ra bên ngoài tự tìm tòi, thực hiện giúp các bạn hào hứng hơn trong việc học tập. Thay việc mình giao cho các bạn các cái bài tập ở trên lớp bằng những cái dự án mà vừa với sức của các bạn thì các bạn rất là hứng thú và các bạn rất là ưa tìm hiểu những cái mới và rất là nhiệt tình tham gia vào các cái dự án của mình. Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai là một trong số các cái trường mà được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai dạy học tích hợp mà giáo dục STEM. Từng cái mảng kiến thức thực hành gắn với thực tiễn được đưa vào cái chương trình giáo dục thì đây là một cái định hướng phát triển toàn diện cái năng lực học sinh rất là tốt. Khuyến khích các em học sinh áp dụng các cái kiến thức thực tiễn rồi là quan sát những vấn đề xung quanh để tạo ra các cái sản phẩm phục vụ ngay cho cái cuộc sống hiện tại của các em tại địa phương, như thế là rất là đáng quý. Sau khi cho học sinh tự nghiên cứu và chuẩn bị, cô giáo sẽ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc mà các bạn gặp phải. Đây là tất cả các nguyên liệu cần dùng. Trước hết là nấm vi sinh. Đây là một loại nấm có thể phân giải tốt các hợp chất hữu cơ phức tạp thành đơn chất để cây dễ hấp thụ. Thứ hai là đường mật. Thứ ba là túi ni lông phủ màu đen. Và cuối cùng là phế thải xác thủy sản. Em thưa cô là em chưa thấy ai làm phân mà lại cho đường mật vào ấy ạ. Thì ở đây đường mật có cái tác dụng gì? Đường mật này thì có tác dụng để cho nấm Trichoderma này có chất dinh dưỡng để nó sống, nó lên men. Ngoài ra nếu mà mình không tìm được đường mía, mình cũng có thể là phân tươi. Phân tươi mình cũng có thể cho vào được. Cứ phân tươi là cái nguồn dinh dưỡng để cho cái nấm Trichoderma này nó sống. Em thưa cô là ngoài nấm Trichoderma này thì chúng ta có thể sử dụng các chế phẩm sinh học nào khác không? Ngoài Trichoderma ra thì dùng những cái chế phẩm sinh học khác đều được. Tuy nhiên Trichoderma có rất nhiều ưu điểm và nó đặc biệt khi nó phát triển thì nó sẽ kìm hãm cái sự sinh trưởng phát triển của những vi sinh vật gây hại cho cây trồng và nó sẽ tăng cái tốc độ phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp trong xác của sinh vật. Vậy em thưa cô là có cái tấm phủ đống ủ ấy ạ, mình có nhất thiết là phải tấm ôm bạt màu đen không ạ? Thực ra thì cái tấm phủ ni lông này mình phải hiểu cái cơ chế làm việc của nấm Trichoderma này là hô hấp hiếu khí. Cho nên là mình dùng cái tấm ni lông này không phải là để hạn chế không khí mà là để nhằm giảm bớt cái sự thoát nhiệt của cái đống ủ đấy. Cho nên vì cái đống ủ này muốn thành công thì cái nhiệt độ là phải 70 độ C trở lên. Cho nên là mình có thể không phải là màu đen thì cũng có thể là màu khác được. Đúng là chỉ khi bắt tay vào làm, chúng ta mới khám phá ra nhiều thứ thú vị đến thế. Bước 1,
xếp ruột cá vào thùng. Bước 2. Giải nấm vi sinh. Bước 3. Thêm đường để làm thức ăn cho nấm vi sinh phát triển. Cứ lần lượt như thế cho đến hết thì bước cuối cùng sẽ là thêm nước. Và bổ sung nước là để đảm bảo cho nấm có đủ độ ẩm để phát triển. Và không quên kiểm tra xem đống ủ đã đủ độ ẩm chưa. Xong rồi, phủ ni lông thôi. Giờ thì chỉ cần cất hộp phân ủ vào nơi có thể tránh được ánh nắng mặt trời và theo dõi kết quả. Bảy ngày sau, nhóm bạn kiểm tra đống ủ phân xem có vấn đề gì không. Như vậy là qua cái cách cô quan sát tất cả mấy cái mùi của phân ủ thì cô thấy xuất hiện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là mùi quá nặng, thứ hai đó là nguyên liệu ít chuyển biến, chứng tỏ rằng là ở đây mình gặp một vấn đề là cái độ ẩm của cái giống phân ủ của mình đã quá cao. Cô ơi, có cách nào để khắc phục không ạ? Bây giờ cách khắc phục dễ nhất là chúng ta thêm nguyên liệu khô vào trong đống phân ủ để giảm bớt độ ẩm. Thế là nhóm bạn sẽ phải đi kiếm thêm một vài nguyên liệu khô như sơ dừa, vỏ trấu hoặc mùn gỗ vào để làm giảm độ ẩm của đống phân ủ đi. Các bạn như mỗi lần các bạn làm sai như vậy thì các bạn lại phát hiện ra những kiến thức mới. Và mỗi một lần làm sai như thế thì trong những lần sửa sai như vậy chính là cái tốt nhất để các bạn học những cái kiến thức từ cuộc sống. Dù vậy, nhóm bạn vẫn không hết lo lắng, nên hôm nay cả nhóm đến một vườn hoa cũng sử dụng loại phân hữu cơ này ở gần trường để tham khảo thêm kinh nghiệm của các bác nông dân ở đây. Chú ơi, chuyện là bọn cháu đang có một cái dự án để ủ phân bón hữu cơ ấy ạ. Tuy nhiên thì thời gian ủ lại kéo dài lâu hơn với dự định của chúng cháu. Chú có thể cho chúng cháu một chút kinh nghiệm được không ạ? Lâu là khoảng tầm bao nhiêu ngày? Dạ hơn một tuần ạ. Nhưng mà thấy chuyển biến vẫn không có khác gì lắm so với ban đầu ạ. Toàn nhiệt độ có lên không? Nhiệt độ chỉ lên một chút so với bình thường thôi ạ. Cơ chỉ ấm lên một tí thôi ạ, hơi tăng tí thôi ạ. Thường nếu mà nhiệt độ mà chuẩn của đống ủ hữu cơ thì phải lên tầm 60 độ. Còn nếu không lên 60 độ được thì thứ nhất là có thể là do độ ẩm nó không hợp lý. Thứ hai nữa là do cái vi sinh vật mình đưa vào nó chưa đúng chủng loại. Cái vi sinh vật các bạn dùng để ủ phân hữu cơ bạn dùng vi sinh vật gì? Dạ là nấm chi chô đờ ma. Cái chất ủ là cái gì? Chất ủ là đầu và ruột cá. Thế là ủ khôi, ủ ướt nhỉ? Ủ ướt ạ. Ủ ướt thì thời gian nó sẽ lâu hơn và nhiệt độ sẽ không lên cao như ủ khô. Đấy thì với lại cái thời gian ủ 7 ngày thì nhiệt độ chỉ ấm là chuyện bình thường. Còn để mà khi mà hoàn thiện quá trình ủ thì thường mất được tầm 30 ngày. Về thực tế của ủ cá thì thường là để sử dụng được thì thường sau khi ủ xong cũng phải để đấy tầm 2-3 tháng mới dùng được. Sau khi gặp chú, các bạn đã thấy tự tin hơn vì đi đúng hướng. Vấn đề của các bạn là thời gian đủ để phân hoài mục. Các loại phân hữu cơ được ủ từ hải sản thì tôi thấy rằng nó phù hợp với tất cả các loại cây trồng. Tuy nhiên mình chỉ bón khác nhau với cái liều lượng với lại thời điểm sử dụng thôi. Còn thì nó tốt cho mọi cây trồng. Các bạn học sinh cấp 2 đã tự ủ phân hữu cơ thì đấy là điều rất là đáng mừng. Thì nó có rất nhiều tác dụng. Nhất là nó hạn chế được cái rác thải ra môi trường. Thứ hai là cũng có một lượng phân bón thân thiện môi trường để mang lại sử dụng. Cuối cùng thì nhóm bạn cũng thành công rồi. Cô chàng còn giới thiệu cho cả nhóm một chú chủ vườn. Chú ấy sẽ hỗ trợ các bạn tiêu thụ phân hữu cơ mà các bạn ủ ra. Phần này sẽ được trộn thêm với đất, đóng vào bao bì và bán cho người trồng hoa. Sử dụng đất này, người dùng sẽ không phải bón thêm phân nữa. Thực hành nó sẽ giúp chúng ta học
tiếp thu được các kiến thức nhanh hơn. Cách học này thì không làm cho bọn em cảm thấy chán việc học và nó thú vị hơn và làm cho bọn em cảm thấy hứng thú, không bị quên bài như là chỉ nghe giảng trên lớp và ghi chép vào vở. Em rất là mong những cái dự án như thế này có thể được nhân rộng ra tất cả các môn, không chỉ môn sinh. Như vậy, việc giáo dục gắn liền với thực tiễn không chỉ giúp các bạn có thể áp dụng kiến thức sách vở vào cuộc sống, tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội, mà nó còn giúp các bạn ấy biết yêu môi trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.